Một loạt hình ảnh thân mật của chàng ca Karis và Đàm Phương Linh hé lộ cách đây không lâu. Mới đây trên sóng truyền hình, Đàm Phương Linh còn khẳng định không muốn làm người chơi với người yêu cũ, nhưng giờ thì lại làm phan ngái mộ đau đầu vì tấm hình trao nhau ánh mắt ngọt nghèo này đây. Không làm người chơi với người yêu cũ, nhưng Karis vẫn vút tốt Đàm Phương Linh. Ánh mắt nhìn nhau ngọt nghèo thế này đồ giỡn rất thân mật. Đây cũng không phải lần đầu tiên cặp đôi lộ hình ảnh bên nhau sau chia tay, trước đó vào tháng 11, Karik và Đàm Phương Linh cũng tình cờ bị nắm gặp đi chơi cùng nhau. Cả hai bến duyên lần đầu trong một chương trình khi Phương Linh là, còn Karik là khách mời và đã đường ai nấy đi chỉ sau một năm bên nhau. Đàm Phương Linh từng thừa nhận cả hai đã nóng dội, thiếu sự kiên nhẫn và hy sinh cho nhau, nhưng vẫn dành tình cảm và sự ân cần cho nhau nên bỏ ngỏ năng lực có thể tái hợp trong tương lai. Dù vậy, trên trang Facebook cá nhân, cả hai vẫn chưa có động thái gì. Nam rapper Karik không follow Đàm Phương Linh. Karik Đàm Phương Linh thời thế hệ yêu nhau. chuyện tan hợp giữa các cặp đôi trong showbiz chẳng phải là một điều xa lạ nữa. Chính vì vậy, những hình ảnh tình bẫy bình của Karik và Đàm Phương Linh lại khiến cư dân mạng không khỏi hy vọng. Liệu thuyết âm mưu yêu lại từ đầu sẽ một lần nữa lặp lại? Nhưng bên cạnh đó, nhiều người lại cho rằng đây chỉ là những hình ảnh trong dự án mà Karik và Đàm Phương Linh đang hợp tác cùng nhau. Không biết sự thật là như thế nào, chắc có lẽ phải chờ động thái tiếp theo của người trong cuộc.